Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái món chay ngon dễ làm tại nhà. Đó là một cái món gỏi nha quý vị. Đây là món gỏi dưa leo. Thì để làm cái món gỏi dưa leo này như thế nào mà cho nó giòn ngon mà mình để mình ăn được lâu á quý vị. Đó, thì mình kết hợp với những cái nguyên liệu như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn. Trước mặt các bạn là cái thành phẩm, cái dĩa gỏi dưa leo trộn mà mình vừa hoàn thành đó, với cái hương vị là hơi chua chua ngọt ngọt quý vị. Dưa leo rất là giòn, kết hợp với một số những cái nguyên liệu cơ bản chúng ta có thể dễ dàng mua thì sẽ tạo ra một cái món gỏi đầy hấp dẫn cho cái bữa cơm gia đình chúng mình. Gia đình mình đó quý vị, thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp để thực hiện cái món gỏi này với mình nha. Rồi, bây giờ trước tiên thì mình xin được phép giới thiệu về cái phần nguyên liệu để mình thực hiện cái món gỏi dưa leo giòn ngon và vô cùng hấp dẫn quý vị. Thì bữa nay mình có chuẩn bị sẵn đó là nửa ký dưa leo. Thì dưa leo này là dưa leo baby á quý vị. Đó, mình mua ở siêu thị nè, trái nó nhỏ nhưng mà được cái nó rất là giòn ngon quý vị. Đó, bên cạnh đó thì mình cũng chuẩn bị đó là khoảng nửa củ cà rốt và một trái chanh, thì mình sử dụng chanh không hạt cũng như là hành hành tây quý vị, một gốc hành tây. Về cái phần gia vị ở đây thì hôm nay mình có sử dụng đó là đường, muối và khoảng 2-3 muỗng mè nha quý vị. Mè thì bên cạnh đó nữa thì mình cũng có sử dụng đó là ớt bột và tương ớt quý vị. Đó, thì đây là những cái nguyên liệu cơ bản mình sử dụng. Quên nữa các bạn, mình có sử dụng lá quế nữa nha các bạn. Rồi, bây giờ trước tiên mình sẽ làm cái bước đầu tiên để thực hiện cái món gỏi này. Trước tiên đó quý vị, thì mình lấy một cái tô ra, mình cho một ít muối vào, cho một ít muối vào. Và mình làm cái bước đầu tiên đó là mình sơ chế cái phần cà gót đó quý vị. Đó, mình cho miếng nước vào vô cái tô. Và mình sẽ bắt đầu, trước tiên là mình sẽ gọt cà rốt. Cà rốt thì quý vị gọt nhỏ giùm mình nha. Đó, dưa leo mà kết hợp với cà gót nè, ăn rất là ngon. Thì trong cà gót nó có nhiều cái thành phần chất dinh dưỡng lắm. Bởi vì khi mà ăn dưa leo mà kết hợp với cà rốt nữa quý vị, nó sẽ góp phần bổ sung thêm những cái vitamin thiết yếu cho mình nữa. Thì cà gót thì các bạn có thể bào, bào thiệt nhuyễn ra nha. Bào thiệt nhuyễn và mình ngâm trong muối. Các bạn cũng có thể xắt ra nữa, xắt những cái miếng nhỏ 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 gì đó. Nhưng mà để nhanh hơn mình thì mình sẽ bào. Thì bào á, thì khi mà mình trộn rỗi á, nó sẽ ngon hơn, nó thấm đều gia vị hơn. Đó, thì giờ mình để một bên đi, mình để một bên tiếp tục á, là mình sẽ xắt cái phần dưa leo ra. Đây là dưa leo baby, rất là giòn ngon đó quý vị. Nó rất là giòn luôn. Thì tại sao mình không chọn cái bự? Cái bự cũng rất là ngon quý vị. Nhưng mà mình chọn dưa leo baby này nè. Nó khi mà mình làm, mình sơ chế á, nó còn những cái vỏ nè, với một phần ruột thôi. Đó, quý vị sơ chế nó sẽ giúp cái món mình nó giòn hơn lắm. Ăn nó sẽ giòn hơn so với, theo mình đó nha, là so với dưa leo bự. Thì mình thích sử dụng cái dưa leo nhỏ này hơn. Sau khi mà quý vị cắt ra làm đôi, thì ở đây là mình không có gọt vỏ nha quý vị. Tại vì cái phần vỏ thì mình đã rửa sạch rồi, rửa qua nước muối là 3-4 nước rồi. Đó, nên mình sẽ giữ là cái phần vỏ mình ăn cho nó giòn. Tại vì cái phần vỏ ăn cũng rất là tốt quý vị, nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thì lúc này mình sẽ dùng một cái muỗng nhỏ thôi, một cái muỗng mình uống cà phê á quý vị. Đó, muỗng nhỏ nè, mình sẽ loại bỏ hết cái phần ruột ra. Đó, mình dùng cái tay mình tách nhẹ nhẹ cái phần ruột ra nè. Đó, trong cái phần dưa leo này, tại vì cái phần ruột này khi mà mình để lại á, cái dưa leo mình rất là mau mềm và cái độ giòn á của cái phần dưa leo mình nó sẽ không có ngon đâu quý vị. Mình để chút xíu là nó ra nước á, nó nên mình bắt buộc là phải tách hết cái phần ruột này ra.
Trong trái dưa leo baby này phần ruột nó cũng không có nhiều lắm quý vị, nên mình tách rất là mau. Mình dùng cái muỗng mình tách nhẹ nhẹ rồi mình cạo ra. Quý vị lưu ý là cạo cho nó sạch hết luôn nha. Sạch hết cái phần ruột luôn thì cái dưa leo cái gỏi mình đó, nó sẽ giòn hơn. Sau khi mà quý vị tách ra xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra nha quý vị. Thì mình sẽ loại bỏ hai cái phần đầu á. Cái phần đầu và phần đuôi, cái phần này đôi khi nó còn nhẵn nhẵn á, nó không có ngon. Và bây giờ mình sẽ sắt ra, mà sắt cái dạng khoảng 1 cm thôi quý vị, sắt nhỏ nhỏ nè. Bây giờ quý vị thấy nè, cái phần thịt nó còn cũng phần thịt của dưa leo á nó còn cũng mỏng thôi. Kết hợp với cái phần vỏ nó tạo nên một cái đồ giòn mà các bạn ăn rất là ngon. Thì các bạn cứ cắt đều tay ra thôi. Mà các bạn nếu mà các bạn thấy mình cắt một miếng gì nè thì nó sẽ rất là lâu luôn. Đó thì các bạn có thể tận dụng. Đó. Thì mình bỏ vô đi. Tận dụng mình lấy hai miếng gì ra luôn, mình cắt đầu nó. Đó, cắt bỏ cái phần đầu và phần đuôi đi để tránh nó bị nhẵn. Rồi mình sắc một lượt hai miếng gì luôn thì nó sẽ nhanh hơn cái gì. Nếu quý vị nào khéo tay nữa thì chúng ta để 3 miếng, chúng ta giữ cố định và chúng ta sắc gì nó sẽ rất là mau. Đó. Lưu ý là các bạn chuẩn bị cho mình một cái hộp luôn, mình sẽ để trong đó. Đó, một cái hộp rồi mình để trong đó. Rồi bây giờ còn hai miếng cuối cùng, các bạn chuẩn bị một cái hộp nhỏ nha, mình sắc lên. Một lát mình có sẽ sử dụng một cái hộp này rất là hữu ích luôn. Đó, để cho cái phần dưa leo mình nó giữ được cái độ giòn, đặc biệt rất là giòn đó quý vị, ăn giòn ngon lắm, nó không có bị mà mềm hay là chảy nước gì hết trơn á. Đó, giờ mình xong rồi nè, mình bỏ vô cái hộp nhỏ gì đi vừa luôn quý vị. Rồi quý vị chuẩn bị cho mình muối nha, muối ăn á, khoảng hơn hơn nửa muỗng, khoảng 3/4 muỗng, và các bạn bỏ vô gắt lên. Đó, rồi bạn dùng muỗng đũa rồi đó, các bạn đảo đều nha. Đảo đều cho cái phần muối này nè, nó thấm đều lên cái phần dưa leo của mình. Các bạn thấy là phần dưa leo của mình bây giờ nó rất là chắc. Đó, ăn là giòn khấu luôn quý vị. Các bạn mà để guộc lại á, là bảo đảm với các bạn là dưa leo cái gỏi mình nó sẽ không ngon. Rồi, sau đó thì các bạn đậy kín nắp lại nha. Và các bạn đem đi bỏ vô tủ lạnh đi. Các bạn để trong khoảng 15 phút, 20 phút gì đó. Rồi lúc này thì các bạn bỏ cái phần mè, các bạn bỏ lên các bạn rang. Mà lưu ý lúc này các bạn rang mè là với cái lửa thiệt là nhỏ nha. Lửa thiệt nhỏ luôn và chúng ta đảo đều. Khi mà thấy mè của mình nó thơm lên đó quý vị. Có mùi rất là thơm lên này nè. Đó là được đó quý vị. Chúng ta đem ra. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần nước sốt. Ở đây quý vị chuẩn bị cho mình đó là hai một muỗng đường chứ. Một muỗng đường và một xíu muối nha quý vị. Tiếp theo là một muỗng ớt, tương ớt nha quý vị. Một muỗng đường và một gốc 1/4 muỗng muối, cũng như là một muỗng tương ớt. Tiếp theo là quý vị cho cái phần nước vào. Nước ở đây là mình sử dụng 2 muỗng trước nha quý vị. Mình xem coi cái độ sệt nó thế nào. Đó, mình sử dụng 2 muỗng trước. Mình quậy đều. Sau đó mình sẽ cho chanh vào. Chanh thì mình cho nửa trái chanh không hạt thì chắc khoảng 2 muỗng. Khoảng 2 muỗng này đó quý vị. Đó, quý vị có thể nêm nếm lại coi nó vừa cái khẩu vị mình chưa. Nó đủ độ chua chưa. Đó, ở đây thì mình tiếp tục quý vị. Mình đã cho ở cái phần này á, mình cho thêm 2 muỗng nước nữa nè, vào rồi nè quý vị. Và ở đây mình đã cho thêm 1 muỗng ớt bột vào. Đó, mình tại vì làm lu bu rồi mình không có kịp quay cái phần đó. Mình bô máy á, nó đã mất lư cái phần đó rồi, các bạn thông cảm. Rồi mình quậy đều luôn các bạn. Rồi lúc này thì mình để nó qua một bên đi, mình sẽ xắt cái phần củ hành ra. Củ hành thì các bạn cũng bổ nè. Đó, củ hành thì các bạn cứ bổ muối cao đi. Có củ hành này vô á sẽ giúp cho cái gỏi mình nó rất là hấp dẫn quý vị. Nó sẽ có cái độ mà hơi giòn giòn và cái mùi rất là đặc trưng nha quý vị. Rồi, lúc này á sau khi chúng ta xắt củ hành xong thì chúng ta sẽ đem cái phần cà rốt mà nãy giờ chúng ta ngâm muối á, đem xả chừng 3 4 nước cho sạch cái phần muối nha quý vị. Rồi sau khi xả sạch thì chúng ta sẽ đi đun cái phần nước sốt của mình lên. Các bạn bắt cái nồi lên và chúng ta đun cái phần nước sốt nha. Đun nóng cái phần nước sốt lên. Chúng ta đun với cái phần lửa nhỏ thôi quý vị. Lửa nhỏ cho nó nóng từ từ nha.
Tại vì có cái phần đường á, các bạn mà đun mà lửa lớn quá nó dễ dễ bị khét lắm. Nó đun lửa nhỏ nhỏ thôi. Nó cho các bạn đảo nha, dùng cái đũa mình đảo đều cái phần nước sốt mình lên. Đó cho nó hơi kẹo kẹo lại chút xíu quý vị. Đó sau khi mà nó sôi lên được như gì nữa quý vị, nó sôi lên rồi ha. Thôi lên mình để khoảng 1 phút 2 phút gì đó. Rồi mình đảo đều chút xíu là rồi mình tắt bếp mình để cho nó thiệt nguội nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trộn cái phần gỏi này. Gỏi thì quý vị cho hết cái phần dưa leo này. Dưa leo này thì mình đã lấy ra mới nãy rồi quý vị, mình đã rửa lại chứ 2 3 lần nước rồi cho nó sạch muối. Rồi cái phần cà gót này mình cũng rửa cho sạch muối và mình để cho nó ráo nè quý vị. À, bóp cho thật sạch nước nha quý vị, đừng có để cho nó nước, cho nó thiệt khô luôn. Đó, phần dưa leo cũng vậy, mình đã rửa qua 2 lần nước, 2 3 lần nước để cho nó sạch cái muối nha quý vị. Đó, mình lấy trong tủ lạnh ra, mình để chắc cũng khoảng 20 phút rồi đó. Đó, các bạn hãy trộn đều lên. Rồi, trộn đều lên nha quý vị. Nếu bà con nào không ăn được hành thì chúng ta khỏi để cũng được nha quý vị. Khỏi để hành cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần hành vào. Rồi, lúc này á, thì mình để cho nó đều đều đi. Rồi tiếp tục á, mình sẽ cho cái phần nước sốt mình để nguội vào nha. Nước sốt sau khi mình để nguội thì mình sẽ đổ vô cái thau này, mà các bạn lưu ý là đổ phân nửa trước đi. Đó, mình đổ khoảng phân phân nửa trước nha quý vị. Đó, rồi mình sẽ trộn lên. Mình dùng hai cái tay, mình dùng hai đôi đũa mình sẽ trộn đều nó lên. Các bạn trộn thiệt đều nha. Đó, cố gắng trộn thật nhiều lần lên cho cái phần nước sốt của mình nó bám đều lên những cái dưa leo nè, rồi cà rốt đó quý vị, cũng như là củ hành. Đó, khi mà các bạn trộn được khoảng 4 5 phút thì cố gắng trộn cho thiệt đều. Đó, các bạn thấy là bây giờ cái màu sắc cái phần gỏi mình rất là hấp dẫn ha. Đó, rồi sau đó mình sẽ cho hết cái phần đó, cho hết cái phần nước sốt của mình vào. Đó, lúc này thì mình trộn thêm một lần nữa quý vị. Mình trộn lâu gì nè thì cái phần nước sốt mình nó sẽ đều hơn. Và các bạn khi mà các bạn trộn xong gì nè, cố gắng trộn cho thiệt đều nha quý vị. Đó, giờ nó lên màu rất là đẹp rồi. Thì các bạn cứ để trong khoảng nửa tiếng 1 tiếng gì đó cho cái phần nước sốt mình nó được. Và trước khi các bạn đem đi để đó thì các bạn cũng cho cái phần mè vào. Mè thì các bạn tùy các bạn thôi, bạn thích ăn nhiều mè thì các bạn có thể cho thêm. Cái phần mè mình rang vừa xong rất là thơm. Nếu các bạn không thích mè thì các bạn cũng có thể cho đậu phộng vào cái này. Thì các bạn lúc này chúng ta cũng phải trộn đều lên nha quý vị. Rất là hấp dẫn nha, đầy đủ màu sắc luôn. Và cái độ chua chua ngọt ngọt nè, hơi cay nhẹ nè. Đó, rồi bây giờ để cho nó thơm hơn thì chúng ta sẽ cho rau mùi vào. Các bạn nếu không thích cái phần quế thì chúng ta cũng có thể cho ngò gai vào cũng được. Nó rất là thơm quý vị. Nó rau mùi này thì mình để nguyên cọng như mình rửa nha quý vị, đừng có cắt nhỏ ra quá, nó sẽ mất đi cái tinh dầu của quế, nó sẽ không có thơm đâu. Nó để nguyên cọng này, mình sẽ cắt ra từ lá luôn, rồi mình cũng trộn đều. Mình chừa lại vài cọng khi mà mình đem ra dĩa, mình để có thể trang trí phía trên đó quý vị. Mè cũng vậy, mình chừa lại một ít khi mà mình đem ra dĩa nè, nó mình để một khoảng 1 tiếng đi thì nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ thấm đều cái phần gia vị á, nó sẽ ngon hơn nha quý vị. À, lúc này quý vị cũng có thể nêm nếm lại, nếu mình thấy nó chưa đủ độ ngọt thì chúng ta phải rải thêm một miếng đường lên. À, nếu mà chua chưa đủ thì các bạn cho một miếng chanh thêm á quý vị, nó sẽ vừa với khẩu vị gia đình mình hơn. Thì không có công thức nào mà chuẩn hết, tại vì mỗi gia đình thì nó có cái nói chung là nó ăn mọi mọi người ăn khác nhau á. Có người thì thích chua thích ngọt thì mình sẽ điều chỉnh cho phù hợp nhất với gia đình mình. Đó, thì bây giờ các bạn cho ra dĩa rồi các bạn còn một xíu mè nè, rồi cũng còn một xíu quế thì các bạn có thể cắt quế cắt mè thì các bạn để lên cho nó cái dĩa mình nó hấp dẫn. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái dĩa gỏi của mình rồi quý vị. Đó, dĩa gỏi này mà ăn chung với có thể các bạn ăn với mì khô nè, hoặc là ăn cơm rồi kết hợp với một số món chiên nướng hay gì đó. Đó, hay dùng để đãi những bữa tiệc nhỏ cũng rất là ngon quý vị. Đó, nó bây giờ nó đã thấm gia vị, vừa ăn vừa đẹp mắt, mà cái
ăn rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cái dưa leo này quý vị, dưa leo, cà gót và củ hành rất là tốt cho mình. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và thân ái tạm biệt. Nhớ lắng ai like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn.